Dạng rút gọn trong tiếng Anh phần 2. I would, I had, I'd like some tea. We would, we had, we'd better be careful. You would, you had, you'd better be careful. He would, he had, he'd already told me. She would, she had, she'd already told me. It would, it had, it had, hoặc là it had. Nếu đọc dùng Mỹ hai âm cái gì nha, it had. It'd be a good idea. They would, they had, they'd better be here on time. Và nếu như các anh chị muốn tự mình phát âm đúng bất kỳ từ tiếng Anh nào thông qua phiên âm quốc tế, các anh chị vui lòng comment bên dưới. Tôi sẽ có món quà tặng cho các anh chị. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị trong video sau. Bye bye.